như ở Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, các bệnh viện hiện đang có nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Riêng tại tỉnh Long An, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 560 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có một ca tử vong. Ngành y tế các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.